tên đó kiêu căng như vậy, lát nữa tôi sẽ lột da của hắn. Ê, khoan đã, khoan đã, để quên sao, lúc ta đại náo tứ hải đã từng lột da Đông Hải Long Thái Tử, cho nên công lao này đệ phải dành cho ta chứ. Được, hay lắm, huynh lột da rút gân Đông Hải Long Thái Tử, quả nhiên là người có kinh nghiệm. Ừ, xin mời. Nhiệt súc, đọc bản đi. Ngươi là ai đây? Chán sống hay sao? Ngàn gì dám xen vào chuyện của bổn vương? Nhiệt súc ngây thơ, ai phong cho ngươi làm vương? Ngươi chưa đủ tư cách hỏi họ tên của ta. Lúc gia gia giết rồng, không biết là ngươi đã đầu thai làm rồng hay chưa nữa. Hổn lắm, vô lễ. Tiểu lang đây quả nhiên võ nghệ thần thông đó hả? Thế nào hả? Tình nghiệt chúng kia, rốt cuộc là con cháu của ai vậy? Ngang nhiên dám làm chuyện lộng hành. Ừ, giết cứ giết, đừng có hỏi nhiều. Được, vậy ta sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên. Tiểu lang sư huynh, đừng giết hắn, cứ thả cho hắn đi, ta sẽ bám theo hắn, không chừng có thể điều tra được đầu dây mối nhợ gì đó. Lần này tạm tha cho ngươi, lần sau để ta gặp lại, ta không tha cho ngươi đâu. Xéo. Sư phụ. Được. Để đi trước đây, hai vị cứ đứng ở trên bờ chờ tin vui của tôi. Cẩn thận nha. Ừ. Thế nào rồi? À, tên đó chắc là bà con của Long Dương nào đó. Hả? Được phái đến đây để huấn luyện thủy quân. Chỗ này gần với Bắc Hải nhất, để tôi đi hỏi Ngao Nhuận sẽ rõ ngay. Ừ. Cảm đáng, có cần ta đi chung với đệ không? À, ừ, không cần không cần, hai vị cứ yên tâm ở đây chờ tôi trở về. Hắn đã kêu người tống cổ tiểu thần đi khỏi đó. Ê, ta đã biết kết quả sẽ như thế này, nó sẽ không quay về giúp ta đâu. Chỉ trách năm xưa ta cư xử quá thẳng tay, bây giờ hối hận đã muộn. Ông lui xuống nghỉ ngơi đi. Dạ. Đại vương, đại vương, Thái Sơn Thạch Thánh, Võ Thánh Thiên Tôn, Thạch Cảm Đan gia gia đến rồi. Đó, này đang ở đâu? Lão Long Quân. Lão Long Quân. Thạch Thánh. Lão Long Quân. Ồ, Thạch Thánh à. Lão Long Quân, lâu quá không gặp. Thạch Cảm đang đến quá đường rồi, mong ngày đừng trách. Ê, Thạch Thánh gia lâm, Bắc Hải Lâm cung tôi vàng ánh sáng choang, lão đây sao dám trách ngài. Sau khi chia tay tại Thiên Đình, nay cũng đã gần 300 năm, Lão Long Quân vẫn khỏe chứ? Ê, đúng là không thể kể sao cho xiết. À, Lão Long Quân, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi ngài. Hả? Lão đây xin lắng nghe. Con cháu của Bắc Hải Long tộc ngài tự ý hại giới làm yêu, chuyện này ngài có nghe nói qua hay không? Sao hả? Con cháu của tôi hại giới làm yêu à? Thạch Thánh, sao ngài nói vậy? Lão đây thật sự không hiểu gì. Tôi sẽ giúp ngài tiêu diệt tai họa ngay trước mắt, ngài thấy sao? Nếu Thạch Thánh có thể tiêu diệt yêu nghiệt, vậy trong tứ hải tôi đều nghe hiệu lệnh của ngài. Đứng lại! Các người lại mà dám xông vào thủy phủ! Đến! Đứng lại! Đến! Đi! Biến! Hai vị thượng tiên, qua đà tay đã. Sao hả?
Xin hỏi danh hiệu của thượng tiên, đến tiểu ba nguyên phụ của tôi có chuyện gì không? Phải có như vậy chứ. Huynh đệ, thu hồi pháp thuật đi. Được. Thu. Đảo. Tôi tên là Mã Ôn, đây là huynh đệ của tôi Tiểu Bạch. Chúng tôi đến đây là vì nghe tin ngài sắp khai chiến với Ngao Dụng, đến đây góp sức. Nào ngờ thuộc hạ của ngài là bọn khốn kiếp, không biết điều gì hết, còn la hét chúng tôi, do đó mới có chuyện này. Mong ngài hãy bỏ qua cho. Hai vị tới đây là để giúp tôi sao? Ừ. Chúng tôi và Tứ Hải Long Dương là thế thù, đây là một cơ hội tốt cho chúng tôi đó. Hai vị đến đây, Tiểu Long mong cũng không được, sao dám trách tội hai vị chứ? Các ngươi là bọn ngu ngốc không biết cười tốt kẻ xấu, họ sẽ khỏi đây đi. Dạ. Hai vị, xin mời. Xin mời. Hai người này phép thuật cao cường như vậy, nếu có họ hỗ trợ chúng ta, lo gì không diệt được Tứ Hải chứ? Đúng vậy. Vậy Quỳnh thấy vừa rồi tên họ Mã đó, chỉ cần điểm vậy ai, chúng tôi lập tức không thể cử động. Đúng là được mở mang tầm nhìn. Hai vị thượng tiên pháp lực cao cường, Tiểu Long đây phải khâm phục sát đất. Chẳng hay hai vị tu luyện ở đâu, tại sao lại có phép thuật cao cường như vậy? Chúng tôi đây là Côn Luân thượng tiên, tôi chuyên tu các loại công pháp bộ chiến. Còn huynh đệ tôi Tiểu Bạch chuyên tu luyện các loại thủy đấu thủy chiến. Hai vị tới đây thật là đúng lúc, chúng tôi đang tuyển dụng những người am hiểu thủy chiến. Hai vị đúng là do trời ban cho chúng tôi. Công tử không nên khách sáo. Tôi nghe nói cách đây không lâu, công tử và Na Tra đối trận đã chịu nhiều thiệt thòi. Tên Na Tra đó pháp lực cao cường, thương pháp lợi hại, Tiểu Long bị hắn chế ngự trong lòng bàn tay, đúng là hổ thẹn mà. Để huynh đệ tôi thấy ngài trả mối thù này có được hay không. Hả? Có thật vậy không? Quân tử vô hí ngôn. Nếu vậy phải trông cậy vào thượng tiên đó. Đến rồi. Tên Na Tra kia, hôm trước bị ngươi làm nhục, hôm nay ta có Côn Luân thượng tiên tới trả thù giùm cho ta. Ngươi đã chịu chết đi. Thúc thấy tên đó có hỗn láo vô lễ không? Hôm trước con không giết hắn, không biết hắn lại dẫn theo tên nào đến đấu trận sinh tử với con. Tên súc sinh chán sống kia, hôm trước ta không giết ngươi, sao hôm nay còn dám tới? Sắp chết tới nơi còn dám ngông cuồng vô lễ. Ngươi chính là Na Tra? Đúng vậy, chính là bốn tọa. Ngươi là ai? Ta là Mã Ôn, Côn Luân Sơn. Cái gì là Mã Ôn Trư Ôn? Muốn đánh thì đánh, đừng dư hơi. Thượng tiên, tên Na Tra đó là do thiên thần hạ phàm, thượng tiên đừng bao giờ coi thường hắn nha. Thế nào rồi, bắt đầu được chưa? Bình khí ngươi đâu? Là cái này. Tên súc sinh kia, ngươi sỉ nhục ta, nếu không giết ngươi không thể cho ta trút giận được. Sư huynh ngài tiêu rồi, em mau ra tay cứu đi. Không cần hoang mang, theo dõi tiếp đi. Xem cái gì nữa,
còn xem sẽ thành trò đó. Mở. Hay lắm. Tiên đúng là pháp lực cao, khả năng lớn lắm. Mau thả nó ra ra. Tại hạ do vị công tử này thuê về thôi. Nếu ông muốn Mã Ôn thả người, vậy ông hãy hỏi qua vị công tử này đi. Yêu nghiệt đến không chết kìa, đúng là ngươi đã chán sống rồi đó. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của nhị lang gia ta. Ngươi này tự xưng nhị lang, ta cầm tam kiếm nhị nhẫn nào, và còn ba con mắt nữa, chẳng lẽ là nhị lang thần thật sao? Xin hỏi tôn tánh đại danh của ông là? Bổn tôn quá cổ, nhị lang hiện tánh chân quân Dương Tiễn chính là ta đi. Hả? Là nhị lang thần hả? Là nhị lang thần hả? Trời là trời, hôm nay gặp toàn là nhân vật lợi hại không à? Đúng vậy. Biết điều thì mau thả sư điệt ta ra trà. Nếu không chỉ trong chốc lát, ta sẽ cho người tan xương nát thịt. Vị lang gia pháp lực cao cường, Mã Mổ khâm phục sát đất. Ngươi cũng khá lắm.